em đi hoa mai cái chân. Phải đi từng bước vậy á. Bước rón rén á. À, đi rón rén vậy ha. Mọi người nhìn thấy tướng vậy đi ha. Đi làm gì sợ đá rồi nha. Cứ cái nền nhà. Cái lưng cứng ngắc hả? Làm chưa hết bệnh phải không? Thì đúng rồi thầy. Mà hôm nay từ nay thấy sao nè? Bữa nay cũng đỡ được ít rồi. Đó. Nhẹ nhàng lắm rồi. Rồi làm nữa rồi phải không? Dạ. Một sống hay chết đúng không? Dạ. Chỉ trình. Dạ. Rồi, chị thấy sao rồi? Dạ. Hả? Dạ. Rồi, đây dỗ. Đi dỗ thì cho nó mềm cái... làm đơn chưa? Các anh chị thấy được một người mà đau đớn bây giờ suốt ngày leo lên đó. Ừ, trước đó có bị té bị gì không? Mà tự nhiên vậy à? Thì lâu rồi thì không rồi. Chị ở đâu? Thì ăn rồi thì vô đây bao lâu rồi? Thì, cái quan trọng là lòng tin, mình mà tin được là làm được. Tại vì anh thấy là chị đi không nổi. Chị đi không nổi là tại vì cái cuộc sống của chị nó bị lâu quá rồi. Nhưng mà nãy giờ bấm cái là thấy gắt hết rồi. Ôi chà sượng lắm thầy ơi. Chạy đi. Rồi. Mấy chục năm nay phải nói được to á. Trên máy sượng đó thầy ạ. Đấy. Đi cầu thang kìa. Rồi đi bạn già đi. Chạy cầu thang luôn đấy ạ. Chạy cầu thang rồi. Không bám không bị mà chạy luôn được rồi. Bước thoải mái. Đó muốn nói gì không? Ôi chà. Ôi chà. Bây giờ phải chạy luôn rồi. Chúc mừng chị. Chúc mừng chị. Chúc mừng chị. Chúc mừng chị. Thưa cô, thưa tất cả mọi người, là coi trên clip trên mạng á, thì có nhiều người cho rằng đây là sự sắp xếp chữa bệnh của thầy Châu và cái bộ môn này. Nhưng mà ở đây thì qua tiếp xúc một tuần với chị gì đó, chị Hoa, thì tôi thấy rằng đây hoàn toàn là sự ngẫu nhiên. Mà cái việc này là ngẫu nhiên, tức là thầy đã chữa cho chị tức là khỏi tới 80% sau một lần tức là chữa. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Wow. Thầy cho chữa thì thầy chỉ đi lên cầu thang là bằng hai tay mà đi ra yếu. Nhưng mà khi thầy chữa cho chị rồi là chị tự thả tay, chị tự đi lên đi xuống, chị không cần bám cầu thang. Và chị đi lên đi xuống thế này chị thấy là rất tự tin. Đúng là bàn tay của thầy là bàn tay vàng. Rất là tuyệt vời. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123
2186688 hoặc 0983581652.